Hai dụng cụ với một bên thử nha anh lẹ. Dạ. Giờ thì lấy mụn cho lẹ nha. Dạ, nhẹ chị. Nhẹ mà bà bầu mới nhẹ chứ. Dạ. Nhưng mà cũng phải lấy ra cho nó hết nhân. Đúng rồi. Cũng nhiều nhân lắm á. Trời, mụn siêu to khổng lồ luôn. Ờ, bà mủ không à? Lấy mụn mủ lấy sao? Lấy mụn ẩn trước. Dạ. Bà đúng rồi. Trước khi bầu là mụn ẩn nhiều lắm nha. Nhất là dưới cái cằm á. Mụn sâu nữa. Cục to nữa. Như hạt gạo luôn lại. Đúng rồi. Chịu đâu giờ lắm. Cố gắng lắm. Cố gắng em nha. Dạ. Ủa mà lẹ thì năm nhiêu ta? Mấy vậy? Em 93. Thôi vậy, hên quá nhỏ anh chị. Lấy mụn nhỏ chứ, mụn to lấy sao? Thôi nó dập ra cái tà lè không thấy mấy mụn nhỏ. Trời ơi, nhìn mặt thấy thường quá. Bé này là bé mang thai này là bé thứ hai hay là bé đầu? Thứ hai đó. Ui vậy hả? Bé đầu là 2 tuổi rồi chị. 2 tuổi hả? Dạ. Bé đầu có bị mụn gì vậy không? Dạ không. Dễ hả? Ừ. Bé đầu là trai hay gái thôi vậy? Gái, bé này cũng gái quá. Thường trai là nó mới xấu. Nghe dạ. Ta đồn vậy chứ. Tại sao em nghe người kia ta? Không, mình thủy nghe nói là con trai bầu con trai là mới xấu, giá là da đẹp. Chứ đợt bầu gái cũng ok mà đúng không lệ? Dạ, không có gì lắm, còn đi đám cưới. Là sao? Đi đám cưới ý là còn đi tùm lum tùm la. Hả? Giờ mặt này đâu dám đi đâu. Anh có dịch đeo khẩu trang. Ủa là lễ chị Nguyên là sao nha? Dạ em dâu của chị. À chồng á. Chị kêu á, tao mày ra đây mày nhận đi. Chị có quay phim không? Có nè. Đang quay hả? Ừ. Lấy mà sợ nó bể mấy cục bự quá. Em biết sao không, mấy cái cục này á là em lấy sớm là nó không có bị viêm. Mấy cục cục to là từ mấy cục mà ẩn ra nè. Cố lên mụn sâu á, khó chế ra hết. Hôm nay vệ sinh nhiều quá. Mạnh mẽ lên. Mụn bự bự không à? To.
như hạt gạo, em tưởng hạt gạo sao rồi cái nhăn mụn của em nó y vậy. Ôi ôi bầu giỏi quá, cố lên bầu ơi. Tôi lấy cục bự nha. Cục đó dưới dễ sợ. Tất có bự quá mà, nằm xích lên như chị tí. Sát lên tí nữa. Mình thoải mái không? Em mũ máu không? Hả? Em muốn mũ máu không? Ừ. Cố lên. Cố lên. Bầu bầu chứ không phải đẹp chứ. Đúng không? Không để xong cái da này nó rỗ, tan nát hết. Ôi trời, chết rồi. Cầm nó ẩn đâu á. Ừ, nhiều lắm em. Thôi ráng tới nha. Viêm hết luôn rồi nè. Lâu quá nó viêm á.
cố lên. Nãy ai chở qua vậy? Em đi xe. Tự đi xe luôn hả? Em đi làm qua mà. Ôi cha, giỏi vậy. Em đi dạy. Ủa mà em dạy gì à? Là... Em dạy lớp 1. Cô giáo lớp 1 hả? Dạ. Hôm nay bỏ tiết đi đó, trống tiết mới xin đi á. Dạ. 4 giờ mới ra. Lúc này khoan nói, chị đang lấy mụn gần miệng quay. Mụn nội tiết là tập trung gần gần đây không à? Mụn lầu mụn nội tiết là tập trung đâu đâu. Thôi gắng đi. Cho hết. Muốn coi mụn không? Còn mấy con thì có động lực nằm làm tiếp nè. Nè. Đó. Con nào nấy vậy không à? Thôi gắng ha. Trời ơi trời. Còn mấy xíu bự luôn á. Cố lên. Giúp ra cái làm một lỗ luôn. Cái đó là hàng sốt đó. Bà ơi, lấy ra nó con mặt nó nát vì sẹo. Sẹo hết em ạ. Cố lên. Đúng rồi, hít thở sâu rồi đấy. Cảm ơn.
đang lên. Nhà em để thêm thời gian nữa cái nó nghiêm hết. Mấy cái phim rồi cố lên tí nè. À, như đây tăng nó, tắt nó, không còn chỗ để mở rồi. Nụ này nhìn cái nàng to lắm. Dạ. Đây cục mụn này nó cuộn nguyên cái lông vô bên trong luôn. Nếu lần đây lần khó lấy cái kẽ ra đỡ. Cục nó bự nha. Thấy thương cái người này ghê, đau không la mà nghe cười em. Em thấy mạnh mẽ lên, hãy nghĩ đến là da mình nó sẽ đỡ, xong là nếu mà mình không lấy thì nó bị viêm hết. Chị có thuốc gì cho sức không gì đó, lát mình lấy cho. Bây giờ cứ nằm yên thả lỏng đi, lấy hết mụn chứ bây giờ sức mà không lấy mụn là bỏ tay. Mụn sâu quá mà.
Rồi, hết hết sau gỡ ra. Mấy phụ nữ hy sinh nhiều thứ ha. Trời, đẻ đứa đang bầu xấu, đẻ ra nuôi con kiểu đồ nữa. No. Bự lắm nè. Mấy cục đó nó mới nổi gần đây á. Dễ hả? Ừ. Mới nổi gần đây thôi. Chứ lúc đầu nó nổi cái cầm rồi. Nó dày luôn cái chân tóc luôn nè. Ừ. Khó tí. Con lên. Con mẹ lên. Rồi hết chứ chị. Hết rồi nè. Chị cũng muốn nhanh lắm chứ bộ. Đau. Lấy cho chị ấy cái gối mấy em ơi. Cho chị ôm. Đó, ôm gối đi. Bây giờ mới xử cái cục viêm nè. Trời ơi, nó thường quá. Đi chị. Trời ơi, cục viêm. Ok, để chị lấy hút. Thường quá. Ok, xong rồi. Nhẹ vậy thôi. Chịu được nó không em? Đau quá. Ok. Thêm mấy cái này thôi. Ờ. Coi chục cái này thôi ha. Ok chị. Okay. Em lấy khăn giấy. Tụi chưa lấy một viên nha lẹ. Sáng nay em.
Ganteng-ganteng.